Chào mọi người, hiện tại website mình đang bán là alophone.vn nha. Địa chỉ mình đang bán là đường Trường Chinh, Sài Gòn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo ráp con 6700 nắp trượt, lắp sim làm sao nhé. Tại vì mọi người hay bị gắn sim ngược mà không biết gắn sim á, nên là nó không có nhận sóng. Ở đây thì có một trên đầu máy của nó này, trên đầu máy của nó có một cái nút nhấn này, chúng ta nhấn cái nút xuống nha, nhấn cái nút này xuống, đây gọi là nút chốt. Ở đây nó có một nút chốt nhỏ nhỏ này, nhấn xuống, rồi tháo nắp lưng ra. Cái này thì khi chúng ta đóng sim hoặc là cài sim á, nó có một cái rãnh thanh trượt này, hình mũi tên này, đóng này, đây là gọi là khóa này, đấy, đây là cũng biểu tượng khóa này. Trượt thì chúng ta mở ra đây, mở ra bên này, mở sang bên phải thì là mở này, đây nha, mở sang bên phải nha, rồi nhấc nó lên, chưa? Rồi khi chúng ta gắn sim thì đây chúng ta có một cái sim, chúng ta sẽ gắn 6 chân sim này vào 6 chân đồng trên sim này luôn. Đây chúng ta gắn sang bên dưới, đây thanh trượt đây chúng ta gắn vào, được chưa? Chúng ta nhớ là phải có cái sim to nhá. Đó, rồi chúng ta đè xuống chưa phải là xong nhá. Chúng ta còn phải chốt nó lại một lần nữa này. Lúc đấy mọi người nhìn thấy mình mở khóa đúng không? Bây giờ mình chốt hướng mũi tên là để đóng khóa này. Đóng ạ. Đấy, rồi bây giờ mới là được rồi này. Còn nếu mà mọi người muốn gắn thẻ nhớ thì mọi người gắn bên hông này nhá. Thì nếu mà ai chưa có thẻ nhớ thì chúng ta mua gần nhà cho mình, tại vì thẻ bây giờ nó đa phần là thẻ Trung Quốc thôi. Nên là anh em phải mua gần nhà, nếu mà lỗi thì còn phải mang chạy con mà đổi. Chứ đừng có mà mua trên mạng nha anh em nha. Thẻ nhớ là không nên mua trên mạng luôn. Ở đây thì chúng ta có một viên pin 4CT. Rồi đây là chúng ta đóng nắp như thế nào. Đóng nắp thì chúng ta cũng vậy, đóng xuống bên dưới trước. Rồi rồi mình mới ấn cái nút này xuống này, ấn cái nút này xuống. Rồi đè cái nắp lưng xuống. Thế là xong nha, là nó sẽ mở ra, nó sẽ giữ lại này. Con này thì chúng ta bật nguồn đây. Rồi đây là có minh dán màn hình này, mình bóc luôn hả? Cả hai cái minh dán luôn. Đấy, đây là máy zin cũ của nó ngày xưa nhá mọi người nha. Màn hình zin cũ ngày xưa. Khi chúng ta lắp được sim rồi, máy nó hỏi là dùng ở chế độ máy bay không thì mình bấm là không. Anh em nếu mà bấm là có thì nó sẽ mất sóng nhá. Thì nếu mà trường hợp mà nó bấm là đã bấm lỡ tay bấm là có rồi ấy, thì mình lại có cách khác, sử mình cài đặt ngày giờ đấy nha. Rồi bây giờ mình bỏ qua mấy cái này đi. Rồi nếu mà mình lỡ bấm là có thì máy nó sẽ không có hiển thị sóng như bên của mình đang bán đâu nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bấm, nếu mà lỡ tay rồi ấy, thì mọi người có thể bấm theo một cách khác nữa. Đây mọi người cứ đọc cái này đi nha. Rồi bây giờ nếu mà bấm lỡ rồi thì mình bấm là ấn nút nguồn. Nếu mà lỡ bấm là không có sóng rồi nha, bấm là chữ thông thường. Đấy, bật chế độ thông thường thì máy nó sẽ hỏi là mình có muốn dùng ở chế độ máy bay nữa không, mình bấm là không nhá. Đây mình thử này. Máy này bật nguồn lên nó hỏi rất là nhiều chi tiết nha mọi người nha. Rồi khi mà mình bật chế độ offline thì bên này nó mất sóng nha, ngắt sóng này. Đó, nó ngắt sóng. Rồi bây giờ mình bấm là ấn chọn thông thường. Đấy, nó sẽ lại hỏi lại mình câu nữa là bạn đang đổi ở chế độ offline, mình bấm là có. Bây giờ nếu mà đổi thì mình sẽ đổi về có sim á, nó là sẽ có sóng 3G và 2G nha. Con này thì mình có thể là chụp ảnh của nó cũng rất là nét nha mọi người nha. Chụp ảnh con này là 5 megapixel luôn. Con này có cả dán keo trên mặt kính nữa. Mọi người mua về mọi người bóc luôn cái keo ra nha. Đây, mình cùng thử này. Nghe thử cái âm thanh của cái tiếng nhạc chuông tới nha mọi người nha. Rồi đây mọi người nghe thử này. Con này thì nó có cả rắn keo trước này, mọi người bóc hết ra cho nó mới nha. Đấy, đây là những cái loại hàng cổ của nó ngày xưa, máy của nó rất tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn nha. Đây là vỏ là đắt tiền thì mình có thể chỉnh được cái nắp lưng này này. Nếu mà thấy mọi người anh em thấy nó cảm giác nó chưa ôm máy ấy, thì mọi người nếu mà khỏe thì mọi người con trai thì mình bóp những cái cạnh này vào nhau một chút xíu để khi nó ôm vào máy thì nó được ôm sát hơn. Đó, mình đè giữa này và mình bóp hai bên hông này cho cái này nó bằng nhôm thôi nha mọi người nhé. Nên mọi người có thể bóp thoải mái nhẹ nhẹ là nó được à. Đó, là nó kín chắc hơn rất là nhiều. Đó, nếu anh em quan tâm điện thoại này thì liên hệ bên mình nhé, bên mình bảo hành mọi người thời gian là 1 năm. Xin chào và hẹn gặp lại tiếp theo, cảm ơn anh em quan tâm theo dõi.